mà như tôi nói nhằm mục đích để làm chủ hơi thở. Nó khác với từ từ tức là làm cho tâm thân thì thật nhất và đây làm chủ. Mà một câu nói tôi thường nhắc là làm chủ hơi thở là làm chủ sinh mệnh, làm chủ sự sống. Cấu trúc của hơi thở bụng nhắc là hẹn nên có hình ảnh rõ hơn. Hơi thở bụng là gì? Hơi thở bụng là hít vào, hít bụng ra, thở ra, thở bụng ra. Đó là cấu trúc của hơi thở bụng. Và bất chi bất chỉ, cái này là nền tảng, nó là hơi thở thường thức, cái nền tảng của hơi thở thường thức. Một hơi thở thì gọi là một tức, bắt đầu nha, bắt đầu ngồi một tức. Khi tôi nói một tức là một hơi thở, nếu như không hiểu những cái khái niệm này á, là lúc quá trình luyện tập sẽ bị rơi vào ma trận. Cái này tôi cố gắng kiệt ra cho thật khoa học, thật toán học, mọi người có cái nhận thức. Mà tôi đi học cái này không được thế đâu. Ngồi mà nhìn phá không án không à. Cho nên tôi bảo tôi cho mọi người uống nhân sâm nhưng mà không lợi dụng. Một tức là một hơi thở. Tức cũng có nghĩa là hơi thở, tiếng Hàn Việt. Thì bao gồm có hít vào và thở ra. Một tức có hai hay nhiều thì. Hai hoặc nhiều thì. Có thể là nhiều thì. Và cái thì thường thường là bắt đầu có cái tức cơ bản nhất đó là thì. Cái thì biểu thì vào. Nhiều thì thở ra. Thì ngưng là một tức là có nhiều thì. Họ bảo làm ngay tức thì cho tao, tức nghĩa là nó là khúc ngay thế này. Bây giờ họ nói làm ngay tức khắc cho tao, tức khắc là cái này. Thời gian của một thì, cái trên kia là một đài đường để nói về cái trạng thái của hơi thở. Nhưng mà cái dưới là đài đường khắc, là đài đường thời gian để đo cái chiều dài của cái thì. Thì là mình có cái trạng thái, cho nên là trạng thái vào, trạng thái xa hay trạng thái ngưng. Nhưng khác là ở đây là cái thi đó phải dài hay ngắn, nó 3 giây, 5 giây thì gọi là khác. Và cái khác này này là nó dài hay ngắn là tùy thuộc vào cơ địa và hơi thở của mỗi người. Ví dụ như một cái khác của tôi là 5 giây, khác của tôi 10 giây, khác của chị chỉ có 3 giây thôi. Thì gọi là một khắc tùy theo cơ địa của người. Một người là hơi thở dài thì khắc dài, hơi thở ngắn thì ngắn. Bởi vì tôi hít vào thở ra bằng nhau thì khắc là tôi tùy. Cái này có hiểu không? Cái này quá rõ ràng, hiểu gì nữa. Thì đó là nhớ lại cái những cái khái niệm nhé. Tất cả khắc thì sau đây mình có cái khái niệm về thời này. Đồ về thời. Và cấu trúc của năm cái loại hình cơ bản của hơi thở thường thức. Hơi thở thường thức có năm loại hình cơ bản. Thì cái cơ bản thứ nhất là hơi thở hai chi. Hai chi là gì? Chỉ là nói. Cái loại thứ hai là hơi thở ba chi thuần. Thế thì hai chi là như thế này, hít vào thở ra. Lại phải thở ra. Lúc này có nhiều người rất là hỏi tôi lúc cái bài tập tôi luyện tập á, mà hỏi thầy phải nói đến lúc nào thở vào, lúc nào hít vô. Thì đó là câu hỏi của những người chưa tập khí công, chưa tập về khí công với tôi. Tôi đã dạy rồi, hít vào là lúc tôi phình bụng ra, thở ra là tôi thọ bụng lại, thì nhìn cái bụng là biết lúc nào thở vào, hít ra sao phải hỏi. Mà không nhìn ra cái đó thì chứng tỏ rằng chưa có tập, thì không nên hỏi tiếp tục nữa. Hoặc tôi được chia sẻ này, tất cả những cái động tác nào mà người mà dựa lên đưa tay lên á là hít vô, người mà chôn xuống và đưa tay hạ xuống là thở ra, cái nhìn vô đó là biết, chứ cần gì phải hỏi là thở lúc nào hít vô thở ra. Rồi mọi người mình chia sẻ này, trên YouTube thầy không nói hít vô thở ra cho nhân dân trai không hiểu nguyên tắc thì hỏi thì nó đúng rồi, phải hiểu nguyên tắc. Bây giờ tôi đưa cái động tác lên rõ ràng là hít vào về trên này là thở ra rõ ràng. Giơ cái tay này là hít vào mà đưa cái tay xuống là thở ra. Cần như phải hỏi này, nhìn cái bụng mà hít vô người này. Phình nó thế này, thở ra. Đây là hai tì này. Nhìn hai tì này. Hít vào thì rất từ từ. Hai tì này bằng nhau. Ba tì thuần.
nó có hơi thở gọi là ba thi thuần, ba thi nghịch. Hơi thở của ba thi thuần, ba thi đầu tiên là ba thi là như thế này, hít vào, ngưng, thở ra. Nhưng ba thi thuần là hít vào, không ngưng, không thở ra. Thì ngưng ở lúc bụng đầy thì gọi là thuần. Nhưng mà hít vào này, thở ra, ngưng, hít ra khi bụng rộng, à ngưng lúc bụng rộng, đó là thi nghịch. Đó là năm cái loại hơi thở cơ bản nhé. Hơi thở bốn thi, bốn thi là nó cách ngưng nín khác mà ngưng nghỉ khác. Ngưng nín là ngưng của một thi, còn ngưng nghỉ là cắt một thi ra nhiều đoạn. Đó là ngưng nghỉ. Bây giờ tôi hít vào này, tôi cắt cái hơi thở hít vào thành hai, cái đó không phải là ngưng. Ngưng là phải chuyển đổi giữa hai trạng thái của cơ thể. Ngưng nín á là chuyển đổi hai trạng thái hít vào hay thở ra thì đó là thi ngưng nín. Còn mà ngưng nghỉ có nghĩa là trạng thái của một thi nhưng bị cắt ra nhiều đoạn, có hiểu không? Có thì này, bởi vì như này, tôi hít vào này, nghỉ, hít vào tiếp, chứ không phải là hít vào rồi thở ra. Đó là tôi cắt cái hơi thi rào ra thành hai hai khúc. Bây giờ bốn thi là cắt vào ra thành hai, cắt ra ra thành hai này. Mọi người thấy chứ? Nhìn bụng đừng nhìn mặt thôi. Thì đó là hai thi, hai bốn thi. Nó cài có rất nhiều loại bốn thi, nó sẽ chuyển đổi. Nếu như mà biến hóa thì có rất nhiều, nhưng mà phải nắm lấy những cái cơ bản. Chỉ cần nắm cái cơ bản này là đủ, đủ. Nếu như mà luyện cái hơi thở tưởng thức mà năm thi này mà từ tưởng thức của hai thi, tưởng thức của ba thi tuần, ba thi nghịch với bốn thi mà luyện á là được khoảng 8 tiếng. Nếu như luyện tưởng thức từ một mà đến năm này á là 8 tiếng đồng hồ. Một đồ. Có nghĩa là chỉ có một quá một lượt á là phải 8 tiếng thì có thể luyện hết được từ một lần. Cho nên hôm nay tôi chỉ chia sẻ hết, tôi sẽ chia sẻ cấu trúc của hết. Nhưng mọi người chỉ cần cố gắng làm thế nào mà luyện cho tôi hai thi và ba thi thôi. Ba thi thuần thôi, đừng có luyện ba thi nghịch. Là đủ một ít nhất mà luyện nhánh là luyện gọi là cái thời và thời bá. Thời bá có nghĩa là một loài hơi thở đó là lặp đi lặp lại ba lần và lặp đi lặp lại năm lần thì gọi là thời năm. Chỉ luyện thời bá là cái thời ít nhất á. Thì luyện nội công của hai khi và ba khi về tưởng thức ít nhất là phải một tiếng. Có nghĩa là ngồi vô rồi là người mình nhập vào trong hơi thở đúng một tiếng thôi. Đứng dậy coi như giống như mới một phút. Không biết cái thời gian nó trôi về người mình nhập trong hơi thở thì chỉ là sẽ học rồi. Nhưng mà từ hai thi là nó chỉ có ba loại hơi thở chính thôi. Lên bốn thi, lên ba thi nó là năm loại hơi thở chính mà có khoảng độ gần khoảng 27 hoặc là 49 loại hơi thở phụ. Rồi mình chỉ luyện chỉnh thôi là đủ một tiếng này. Mà luyện đến hơi thở phù của hai thi và ba thi và biến chiêu của hai thi ba thi mà luyện được tức nữa thì ít nhất phải 45 tiếng một ngày. Không có đâu. Mà chuyển qua bốn thi vậy là nó tăng lên như một cái bội số. Ví dụ như là tôn hành giả hành tôn hành tôn giả đấy, cứ xoay ngược lại và xoay đi. Rồi hành tôn giả tôn hành nữa. Nó có như là nó biến thiên đó thì nó tôi giải thích cho. Mà khi mà mình theo dõi về làm chủ từng cái khúc đó, tất nhiên là chỉ có mình xung quanh là trống rỗng, chỉ có mình và hơi thở chìm đắm với nhau. Thì chính cái phương pháp luyện tập này là cái phương pháp mà các vị đọc, các vị Lạt Ma Tây Tạng và các vị công học Phật học viện muốn tôi chia sẻ. Bởi họ ngồi thiền nhưng mà tâm họ không nào, kể cả những vị cao siêu, họ phải dựa vào kính chủ để làm cho tâm mình không nảy lên những tạp niệm. Nhưng mà bọn tôi chỉ nhìn sơ là biết là họ có tạp niệm hay không. Thực sự ra các vị ngồi lâu thì có thể định, nhưng mà rất hiếm vì có cái khả năng trọng rộng tối đa. Kể cả những vị 30-40 năm rồi ngồi vào tôi nhìn sang tôi biết đó là trong đầu họ có những tạp niệm. Luôn luôn những ý niệm này nhảy sang ý niệm mà cuộc chiến đấu của họ là tiêu diệt những ý niệm. Niệm năng nảy lên họ diệt niệm đó, họ có giải nhiệt có 40-50 năm dần dần để tạo ra như trọng rộng. Nhưng mà quán tưởng, không phải là quán tưởng mà luyện khí cấu cái này á, chỉ còn mình lại về hơi thở.
và phương pháp luyện tập với nhau. Bởi vì sao mà các vị Lạt Ma từ bên Tây Tạng phải bay sang chỗ tôi học xong rồi về một năm hai ba lần nó bay sang, về là những cái này. Rồi tôi là người triển ra nó bằng khoa học nhất và cho họ cái phương tiện nhanh nhất để họ đạt cái trường điện giờ này nhất. Cho nên cả như là rất là cao đấy nha, mọi người mà được vô đây rồi này. Thì bây giờ cái này là những cái kiến thức cơ bản. Tôi sẽ làm xong và trình diễn và tôi bày cho phương pháp luyện tập như thế nào. Chỉ cần như thế là mọi người thấy đúng rồi. Và sau đó là 3, 4, 5 năm mà luyện tập. Tôi nói thẳng đây chứ. Chứ đừng có ham. Tôi chỉ nói 5 phút luyện 5 năm thì chưa chắc là được đấy. Bởi vì không thể nào qua mặt tụi tôi hết. Bởi vì anh luyện đến tầng nào là tôi biết người anh là có cái gì. Chứ không nói con ngon lắm, tôi ngon lắm, tôi luyện nằm chủ được, tôi qua được mặt được không? Bây giờ cấu trúc của hơi thở hai thì cực kỳ quan trọng nhá. Đây là nhân sâm, một cái loài chiết chiết tính chất dữ lắm, cô là dữ lắm ấy. Hơi thở hai thì gồm có thì vào và khi thở ra, và cấu trúc của nó là như thế này, và cứ tư thế lặp lại và liên tục cứ kết nối trong hơi thở hít vào đi trong quá trình đi liền. Và có ba loại hơi thở hai thì cơ bản. Hơi thở thứ nhất là hơi thở 1-1, cấu trúc của nó là như thế này. Nắm nhá, không có nắm để cái kỹ thuật này là không luyện được người có người thưởng thức đâu. Thì vào thở ra bình thường thôi, nhưng cái cấu trúc của nó là hai khắc bằng nhau. Có nghĩa là cái thời gian hít vào bằng thời gian thở ra đều là một khắc. Một khắc như tôi nói là cấu trúc cơ địa của mọi người, tôi hít dài thì hơi thở tôi dài thì khắc của tôi là 10 giây, mọi người ngắn thì khắc của mọi người là 5 giây. Hiểu cái này chưa? Hơi thở 1-1 có nghĩa là thời hít vào bằng thời thở ra. Thời gian của thì hít vào bằng thời gian thì thở ra thì cái này phải gọi là hơi thở 1-1. Nhớ lấy nha, lúc tôi tập tôi bảo 1-1-2-2, 2-1-1-2 là phải biết. Ví dụ tôi bảo 1-1 là phải biết nó là hơi thở gì. Hít vào bằng thời ra tôi bảo 3-3-1 tức nhiên là biết. Hoặc là hoặc là 1-1-3, 3-1-1 thì là biết là cái gì. Cái loại hơi thở thứ hai là hơi thở 2-1. 1-1 là như tôi vừa trình bày. 1-1 là hơi thở hít vào bằng thở ra hai thì. Cái hơi thở thứ hai là hơi thở 2-1. Tất nhiên là hơi thở hít vào là hai khắc, thở ra một khắc. Nói một cách khác là hơi thở hít vào dài gấp đôi hơi thở ra. Muốn vã chơi và là hơi thở 2-1. Cái hơi thở 2-1 là hít vào này dài lên, tức nhiên là thời kỳ hít vào dài hơn thời hít ra. Dài hơn chứ không phải là ngắt nhá. Dài hơn chứ không phải là ngắt. Nó dài hơn, ví dụ tôi đưa cái tay nhìn vậy này, nhìn cái bụng này. Mọi người hiểu chưa?
là toán lớp 3, lớp 4 này chúng tôi phải phần nhắc. Bởi vì rất quan trọng lúc mà ngồi. Nói thế cho mấy người ngồi luyện nhập là nhầm hết. Nhầm xong để lại từ đâu, người lên từ đâu, qua được không hề nổi một thời đâu. Đừng thử đơn giản. Cái hơi thở ba, hơi thở thứ ba của hơi thở hai thì là hơi thở hít vào một khắc thôi và thở ra thì hai khắc. Tỷ của hít vào là bằng 1/2 của cái tỷ thở ra. Rồi hơi thở 1/2. Hít vào nhanh lên, nhanh hơn. Hít vào này, thở ra hai lần. Đến đây thì mọi người hiểu hơi thở thường thức là gì chứ? Là làm chủ nó, điều tiết nó. Và làm chủ điều tiết là cái đầu tiên là ở trạng thái tỉnh thức, là tỉnh công. Ngồi và cứ một lần hơi thở mà một lần một làm ba lần. Ví dụ như dùng cái ý niệm để điều chuyển kiểm soát cái hơi thở một một ba lần, hơi thở hai một ba lần, hơi thở một hai ba lần như vậy là tất cả tổng cộng mấy hơi thở? Như tôi là một hơi thở một phút là trung bình của tôi. Thì tôi mất 9 phút rồi. Cái này là gọi là một thời ba. Thời ba có nghĩa là một thời ba có nghĩa là một lần thở là lặp đi lặp ba lần. Cái này gọi là 9 lần này gọi là một thời. Thế thì là mọi người đủ khái niệm chưa? Thời thì khắc tức. Tức khắc là gì? Tức thì là gì? Tức thời là gì? Thì có đây là thời. Bây giờ nếu như muốn cao hơn nữa, thời ba là thời ít nhất. Cho nên luyện cái hơi thở hai thì nên luyện thời 5 hoặc thời 7 là tốt. Có nghĩa là lặp đi lặp lại 7 lần. Chưa kể nhá, sau này lên hành tức nó còn cũng như thế này. Ví dụ hành tức là hơi thở âm, hơi thở dương. Thở âm 3 lần, thở dương 3 lần nó lại tăng thêm gấp đôi nữa. Rồi một âm dương đảo lộn. Một âm một dương, một âm một dương, bên âm 3 lần, dương 3 lần đảo lên còn có nghĩa là khi mà hiểu được cái hơi thở này mà ngồi tập thì thời gian đủ được, vì tôi đã qua máu là chứ không phải tôi ngồi thiền cố gắng lắm mà nó không ngồi đến lần lần 10 phút của người thì gục, của người thì không thể nào ngồi khoảng 30 phút tôi bị tấm nó bận loạn. Em thấy là nếu mà tập như thế này thì một cái không gian yên tĩnh sẽ tốt, với cả khi mình ăn uống thì khi nhiều khi ngồi mình lại thấy muốn đi vệ sinh hay là bên ngoài đó ảnh hưởng đấy, thì làm thế nào để có được một cái cơ thể thoải mái nhất và một cái không gian tốt nhất, thời điểm tốt nhất để mình tập? Trước đó khi như tôi thì lúc nào cũng được. Tôi nói thật với quý vị, tôi không có thời gian để luyện tập đâu. Thời gian luyện tập của tôi là đi trên tàu và đi trên máy bay. Tôi nói rằng tôi ngồi lên máy bay là tôi ngồi là tôi giấu cái tay gì đấy dưới những cái tắt phụ ngoài, và tôi ngồi cùng bạn già ở trên ghế máy bay. Bởi vì ghế máy bay của tôi bao giờ cũng phải trên đường, nằm ngoài đường đi, có nghĩa là tôi không ngồi giữa, tôi ngồi trong rành và phải đường đi để tôi có cái không gian, tôi bật cái chân ra nó lấn chiếm khỏi đường cho người khác. Tôi ngồi lên máy bay là tôi ngồi và nhắm mắt. Nhưng mà hôm qua hôm trước cô Dung đi với tôi bảo là lên máy bay. Cô chưa kịp lên máy bay, tôi lên trước thì cô đã thấy tôi ngồi ngủ rồi. Có nghĩa là tôi ngồi từ đây đến Dubai, đến Sài Gòn là không có nhúc nhích, cầm cái bàn không ăn không uống, xin đừng làm phiền là coi như làm rồi. Xong là làm phiền mình làm. Tôi chỉ có thời gian luyện công ở trên tàu, tôi không có thời gian để luyện công. Cái khát khao duy nhất của tôi bây giờ là được khoảng được một tháng tình tu, đúng không? Có nghĩa một tháng vứt bỏ giang hồ đi vào đó nào rồi. Thì tất nhiên là càng tình cũng càng tốt, nhưng mà trong cái môi trường nào đó khi mà luyện từ tức, mà đưa từ tức vào đời sống hàng ngày rồi thì cái này là cái đi ở chỗ nào cô luyện
bất kỳ ngôi giữa sân bóng cũng có thể nhập định được cái mà các vị ở trong chùa không có nổi. Xin lỗi nhé, chứ không? Bây giờ thử các vị tí là thử có thử ngồi mà tìm đấm có thử để nghe hơi thở. Đầu tiên là phải tập 2-1-1-2 như thế nào. Mà không tập cái này mà không có hơi thở buồn làm sao tập? Hiểu chứ hiểu tôi vì sao tôi bắt buộc phải có hơi thở buồn để mà tập. Còn tâm mà hít vô hết ra cho nên chưa điều chỉnh được hơi thở buồn thì tập cái này sao được. Cho nên đừng nói tôi khó tính. Đây là chưa kể là hơi thở cơ bản 2 chi nó chưa làm được cái gì hết. Mà chưa làm thì bắt đầu phải đến hơi thở 3 chi đó. Ít nhất quá trình rồi. Thì tất nhiên là cái quá trình rồi lên đây thì tôi còn nói về khi mà luyện hơi hai thở hai thì này xong rồi cái hơi thở được cái khai chi đó xong rồi á thì phải bắt đầu đưa cái hơi thở luyện tập mình làm chủ được nó rồi bắt mình đưa vào các cái lần khác các cái bài tập mình đã học trước rồi học tâm pháp biệt truyền học miêu bồ học gì gì đó học rồi biết học thiên địa tiêu giao học kêu đầu con được rồi đó là từ tức bây giờ quay trở ngược lại đưa những cái nội lực mà mình tập đó là nó tích lũy được mình làm chủ được khí lực là từ đồng khí lực nó từ đồng nó tích lũy vào và khi đó nó đưa cái nội hàm cái khả năng mà mình tập luyện đó đưa vào trong các cái bài tập mình đã học những cái bài học mà hôm nay lúc nãy tôi đưa thì lúc đó là ban đầu khi đó mới biết được rằng là cái cảnh giới của nó được nâng cao lên một bậc như thế này và khi mọi người luyện theo đó có cái đến 3-4 lần hoặc là 4-5 phút mới cảm thấy tay rần rần khí nó chạy mà khi đưa cái nội lực này vào một cái tay nó rần rần ví dụ tôi đi một phát là có như thế này ví dụ tôi đi gì cần đi này nổi da gà lên ngay mọi người thấy không thì đó là khí lực nó chạy như thế này thì phải đưa vào cả cái đồng bóng thì đó là cách luyện tập của tưởng thức. Bên kia thì đồng công với tương tức kết hợp với nhau nhưng bên này phải luyện nội công tinh tức đã ra mình đưa vào đồng công và cái đặc biệt của đồng công và đây tôi cơ sở của ba thi nghịch thì tôi không nói rất là khó với ba thi nghịch không cần thiết cho nên chỉ cần luyện tập của hơi thở ba thi thuần là ba thi mà hít vào và thi ngưng lúc bụng đầy hơn hoặc là thi ngưng lúc hít vào kết thúc và thi hít vào thì ba thi thì gồm có cấu trúc của ba thi thì hít vào này ba thi thuật đấy nhá ngưng nghỉ chứ không phải là ngưng nghỉ và thở ra thì ba cái thi đó là nó bằng nhau có muốn quay không được chút không quay lại hả hả nhìn thấy nào đó là cấu trúc bây giờ nó có bao nhiêu loài còn 5 loài hơi thì cơ bản nhá 5 loài cơ bản chứ thực ra là biến cho nên mà khi mà các vị nghe nói là lúc mà luyện tập bảo các sư phụ bảo là hư chiêu loạn chiêu rồi chẳng hạn là khi mà nắm được cái chi cơ bản từ đó nó biến chiêu ra